Chào anh em nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác bộ hàng cong cực là đẹp luôn đi. Đây, các bác xem nhé. Cái này là hàng điếu gốc bảy mắt này, được làm hoàn toàn bằng đế này, nỏ này, miệng này, chân hoàn toàn bằng gỗ xịn nhé. Rất là đẹp luôn. Bọc đồng thì mình bọc đồng hai lớp như này nhé, sát mẹ nhé. Bọc đồng lớp ngoài là đồng này, lớp trong là inox này. Chân thì được cuốn bằng mây rừng nhé, mây ta. Đây, chân đục hình con lân rất là đẹp. Nỏ thì là nỏ gỗ cẩm, nỏ gỗ chắc xịn nhá. Hàng nỏ gỗ chắc xịn luôn, vân cực kỳ đẹp luôn nhá. Còn đây là mẫu điếu tre này. Hàng tre gai Thanh Hóa. Hàng ốc tuyển chọn nhá. Được đan hoàn toàn bằng mây rừng mây ta này. Nỏ và chân này cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm xịn luôn các bác nhá. Ống tre thơm mùi tre luôn. Con này cũng được làm hoàn toàn bằng ống tre gai Thanh Hóa xịn này. Được đan bằng mây rừng này. Nỏ với lại chân được làm hoàn toàn từ gỗ cẩm xịn nhá. Ống rất là thơm luôn. Ống tre già rất là thơm. Các bác nhá. Rất nhiều mẫu ống cong cực đẹp cho các bác lựa chọn nhé. Miệng đế nỏ chân đều làm bằng gỗ cẩm xịn hết nhé.